Mình xin chào tất cả các cô chú anh chị em cùng các bạn nha. Thì bây giờ mình làm cái video này để mình chia sẻ đến cô chú anh chị em về cái cách mà mình cho cá sà cần nó đẻ nè. Thì cái ao này á, lúc trước mình định thả cá giống và trồng rau thủy canh, mà mấy tháng nay nắng quá trời luôn, nên cái vùng mình ở đây á, là mấy tháng này là nó hụt nước, giếng nước nó hụt hết rồi. Nhà nào cũng bị hụt nước nên nước nó không đủ để mình trồng rau thủy canh và mình thả cá giống, nên tạm thời mình sẽ cho cá sặc gằn, cá bố mẹ này nè. Mình mới bắt ở dưới cái hồ của mình bán, và mình lựa lại một mớ để cho nó đẻ sinh sản này ra thì mình đỡ tốn tiền mua con giống. Tại vì cái giống cá sặc gằn này á, nó có mùa mình mới mua giống được, chứ không phải tháng nào cũng có. Với lại cái cá giống nó mắc tiền lắm. Thì cá sặc gằn thì cô chú anh chị em cũng biết là cái loại cá nước ngọt mà cá sặc gằn thì nó có giá cao. Nên giờ mình tạm thời nó bị thiếu nước á, thì mình cho nó sinh sản với cái mực nước thấp á được, để cá con nó ra thì nó cũng an toàn hơn mình mua cá giống về mình thả. Thì cái mực nước nó thấp vậy nè, nên mình trồng rau thủy canh nó không được. Nó hụt cái chậu, những cái chậu nó hụt xuống vậy nè, nước nó bị hụt mà. Giờ giếng nước bơm lên nó rất là yếu luôn, nên mình không thể thay nước được, nên mình không có thả cá giống. Với bữa giờ mình cũng ít có ra video nữa, tại vì nước hụt á, nên nước nó, những cái ao hồ của mình mép trong à, nhiều ao lắm, thì nước nó dơ quá, nên bữa giờ mình cũng ít có quay cho cô chú chị em xem. Để sắp tới mưa xuống thì mình sẽ làm video nhiều hơn để cô chú chị em xem nha. Thì bây giờ mình sẽ thả cá sặc gằn bố mẹ, giống như những cái con này nè. Đó, cô chú chị em thấy không nè. Mình nhìn cái ngay cái bụng nó mà nó có lằn lằn này nè, nó có khoảng chừng 3 đến 4 cái lằn trắng ngay bụng. Mình nhìn thấy trứng nó đội ra nè, thì mình lựa những cá này cho nó đẻ. Mình thả xuống khoảng chừng nửa tháng sau nó quen nước là nó đẻ. Hay hoặc là trời mà bây giờ mà trời mưa xuống cái là nó đẻ liền nha. Đó. Còn những cá này nè, đó cô chú anh chị em thấy, những cá này là cá đực, nó không có buồng trứng, nó cũng có cái lằn sọc trắng, nhưng mà mình nhìn kỹ là nó không có trứng ở trong. Và cái gâu của nó dài nè, nè cái gâu này nè, nó cô chú anh chị em thấy không, cái gâu này dài là cá đực, với lại cái thân hình của nó cũng dài hơn cá cái. Đó, mình chọn những cá bố mẹ khỏe mạnh gì nè, to gì nè, thì mình làm giống, cái nữa con nó sinh sản ra thì con nó tốt, nó lớn con. Đó, chương trình ha. Mà con cá sặc gặn, cá đực lúc nào cái màu sắc nó cũng đen hơn con cá cái. Đó, như đây là con cá cái nè, thấy không? Mình nhìn thấy có cái bầu trứng nè, nhưng mà mấy con này trứng chưa được già. Mấy con này khoảng chừng hơn tháng nữa trứng nó mới già, nó mới sinh sản được. Cá cái nữa nè, mình chọn cho cá bố mẹ đẻ thì mình thả thưa thưa thôi, giống như cái hồ này nè, hơn 100 mét vuông mình thả khoảng chừng 7-8 cặp à, rồi sang năm là nó đẻ đầy hồ à. Nó cá đực nè, nó cô chú anh chị em nhận biết con cá đực nó rất là dễ, nó thon, nó dài, cái đầu nhọn, gâu nó dài luôn nè. Nó cô chú anh chị em thấy cái gâu nó dài ghê không? Đó, cái gâu nó dài nè. Đó là cá cực đực đó. Mình chọn khoảng chừng 4 cá đực, 6 cá cái là ok. Cái này mình thả hơn chục con, 15-16 con vậy đó. Cá cái nè, cá này đẹp ghê luôn. Mình quay dòng điện thoại thấy gì chứ ngoài to. Mình lấy nét cái này cái.
những cá rất là to, rất là khỏe luôn. Ôi ôi, còn cá cái hết hồn cá cái này luôn. Cá cái này khoảng một tháng nữa nó mới đẻ, trứng nó của nó cũng sắp già. Cá đực, cá đực. Cái này cá cái nè mà trứng còn non lắm. À, con này trứng, này trứng, bộ trứng của con cá này là sắp đẻ nè, đội cao lên nè. Con này trứng cũng sắp già lắm nè, tròn vo. Con này cũng vậy nè. Chúng em thấy cá mình nuôi cá sập gần nó to con đẹp không? Có hồ mình hôm bữa mình nó hụt nước á, cái hồ cá sập gần của mình á, bữa mình xả mình bán, mình bắt ban đêm cho nó mát á. Với lại đây mình bán cá thì xưa giờ mình bán toàn bán ban đêm không à, khách nó vô lấy á, nên mình không có quay video được. Với lại nhiều người ta ngại lên video lắm, nên mình lúc mình bán cá mình ít có quay lắm. Hồ này hôm bữa mình bán cũng được 700-800 kg cá sặc gần. Mình lựa lại một số mình để cho nó đẻ nè. Trời cũng sắp tối rồi, mình làm video vài phút cho cô chú anh chị em xem vậy, giải trí vậy nha. Cô chú anh chị em nào mà muốn nuôi cá, nuôi ốc lóc bạc á, cá sặc gần, cá hường, cá gô, cá chê, cá lóc, ốc bu đen đồ này kia, thì cô chú anh chị em nào xem video của mình mà chỗ nào chưa hiểu thì bình luận hỏi mình sẽ luôn trả lời nhiệt tình cùng mọi người nha. Cái kênh của mình thì mình chỉ chia sẻ thôi, chứ mình không có buôn bán gì trên này hết á. Tại vì mình buôn bán mình sợ người ta nói mình lợi dụng làm kênh ra để mình buôn bán á, nên cái kênh mình là kênh chia sẻ, nên không để số điện thoại lên được. Chỉ cần mình đưa số lên trong bình luận là tự động bị quét mất hết, mình bỏ lên biết bao nhiêu lần rồi. Nên cô chú chị em xin số điện thoại mình thì nhớ thông cảm cho mình, tại vì mình để số lên là cũng bị xóa hết, cũng bị quét hết rồi, mất hết rồi. Cô chú chị em nào mà có thiện chí á thì gia nhập vào hội viên của mình thì nó có số điện thoại ở trong đó luôn, thì cô chú anh chị em gọi bất cứ lúc nào cũng được. Không thì vô Facebook Thúc Quỳnh, Facebook Thúc Quỳnh đó, là gặp mình. Nhưng mà Facebook mình cũng nói chung thì vô đó mình trả lời nó không có lẹ bằng ở bên YouTube, tại vì vô Facebook là đông người ta hỏi mình đâu có trả lời kịp đâu. Nên cô chú anh chị em nào có xem video mình thì cũng nhớ thông cảm cho mình nha. Bây giờ video mình xin tạm dừng ở đây, xin chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe, làm ăn công việc luôn thuận lợi thành công tốt đẹp nha. Xin bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở những video tiếp theo nhé.